ẩn dưới đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, thế kỷ 20, người Việt Nam thế hệ Hồ Chí Minh đã làm nên một kỳ tích trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đường Hồ Chí Minh. Con đường mở ra một cuộc trường chinh, tạo ra bản lĩnh anh hùng và những hy sinh cao cả. Máu, mồ hôi, nước mắt, những bài ca đã khiến con đường trở thành bất tử. Có những địa danh được tạc vào lịch sử bằng sự hy sinh. Tất cả đều gắn với con đường, gắn với linh hồn, vóc dáng, tên tuổi người con của mỗi dòng họ làng quê nào đó trên đất Việt. Liệt sĩ đường 20 quyết thắng trở thành một phần ký ức của lịch sử đấu tranh vì sự toàn vẹn non sông Tổ quốc Việt Nam. Những người con trai, con gái cống hiến tuổi thanh xuân đến đây bạt núi vượt khe mở đường ra tiền tuyến. Chiến tranh đã qua đi, nhưng những câu chuyện kể về hang Tám Cô, thanh niên xung phong và đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 quyết thắng mang nặng yếu tố tâm linh. Tiểu đội nữ 8 thanh niên xung phong phụ trách đoạn đường qua trọng điểm km 16 trước đây, nay để lại địa danh hang 8 thanh niên xung phong. 8 liệt sĩ cùng chung quê quán Hoằng Hóa, Thanh Hóa, nhập ngũ cùng đợt. Tuy khác ngày sinh, tháng đẻ, nhưng mất cùng một nơi, cùng một lần. Hoằng Hóa là miền đất cổ, được bồi đắp bởi phù sa con sông Mã anh hùng từ ngàn đời qua. Con người sinh ra ở đây cần cù, nghĩa tình và lãng mạn. Vẫn là những người cha, người mẹ vắt kiệt mồ hôi nước mắt đổ xuống bãi bồi bom sông để chắt chiu hạt lúa củ khoai, nuôi nấng sinh thành những đứa con hiến dâng cho Tổ quốc. Họ là những người con trai, con gái 18 đôi mươi đẹp đẽ, tinh khôi như những đóa hoa trinh nữ trải vàng trên triền đê sông Chu, sông Mã. Và nếu như không có chiến tranh, họ sẽ yêu nhau, đơm hoa kết trái, cho vùng đất Hoằng Hóa mãi xanh tươi. Làm sao mẹ quên được đứa con yêu dấu của mình? Anh đi học thường niên, nhưng mà đến khi anh đi về thì cái bữa đó là anh về anh báo cáo là mẹ quân phải đi lớp này, quân phải đi thường niên trung phong. Cái cháu có nói quân tuổi quân còn ít, quân chưa đi được đâu, để rồi sau năm thì nói là quân phải đi. Anh được không? Bây giờ mẹ nói nước sôi lửa bỏng, chiến tranh mà mẹ lại quân ở nhà, quân còn ở nhà. Quân chứ dứt quá là ra đi. Nhưng mà ra đi thì cái bữa nó lại đi trốn. Hắn đi cũng bằng giờ rồi. Thì tôi cũng chả biết thì sáng là thì đi gánh một vài gánh dây. Tôi về hắn đưa là này, quân gánh cho mẹ mấy gánh dây. Quân đi vẫn đi, quân không gánh nữa đâu. Tám người con Hoằng Hóa lên đường vì lời hiệu triệu của non sông, hòa vào hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn người con của hàng vạn bà mẹ làng quê khác, từ biệt làng quê yêu dấu, tạo thành một đội ngũ, tạo thành sức mạnh, hừng hực khí thế. Đâu cần thanh niên có, đâu có thanh niên.
8 người con Hoàng Hóa tự hào là người thanh niên xung phong 163 của ban 67 đang bám trụ trên đường 20. Chiều ngày 4 tháng 11 năm 1972, khu vực đường 20 đi qua hang Tám Cô là trọng điểm đánh phá ác liệt. Có vẻ như máy bay Mỹ đánh hơi thấy quân ta đang tập trung một lực lượng xe pháo lớn để vượt trọng điểm, nên bom xối xuống không ngớt. Cả quãng đường 3 km 16 bị bom cày nát. Thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ tại cung đường, tìm chỗ ẩn nấp hoặc là trong hang đá hoặc là trong hầm trú ẩn. 8 người con Hoàng Hóa cùng nhau vào hang Tám Cô. Loạt bom định mệnh dội xuống đỉnh núi, khiến khối đất đá khổng lồ đổ xuống vùi lấp cửa hang. Đồng đội của họ đã nghĩ và tìm nhiều cách để cứu những người đang mắc kẹt trong đống đất đá hàng trăm tấn sâu trong lòng đất. Đồng đội bám lấy vách đá, tìm kiếm từng khe đá nhỏ, cố sức cho ống nứa, ống sắt rỗng, rót nước, sữa vào hang để cứu sống 8 anh chị. Nhưng vô vọng. Tảng đá hàng trăm tấn vẫn trơ ra như thách thức với lòng người. Từ trong lòng đất khắc khoải, vọng lên giọng con gái. Bầm ơi, cứu chúng con với! Các anh chị ơi, cứu chúng em với! Đêm đêm, khi không có tiếng bom, tiếng máy bay, các anh chị trong đơn vị áp tai vào vách đá, vẫn nghe văng vẳng tiếng gọi mẹ, tiếng gọi đồng đội, tiếng gọi nước. Những tiếng kêu đó ngân vang, vọng mãi giữa núi rừng Trường Sơn trùng điệp, như những mũi kim chọc sâu vào tâm can mỗi người. Những tiếng gọi yếu ớt dần. Cái ngày cái bữa mà rồi đến sáng khoảng 7 giờ họ báo thì tối cái bữa tôi không có linh cảm thật. Linh cảm tại sao mà cái quân này đi anh lên trung phong mà hắn tính của nó hắn gòn nhưng mà kêu bố kêu mẹ là như thế nào. Ê mà cái bữa sau là về người ta báo y như rằng là ở đâu trong hang. Anh cũng vật vả trong hang anh gọi kêu. Lạ đấy, tôi thấy là tôi lạ thật. Sao ông nếu mà cái quân này hy sinh như thế là hắn không được bình yên. Còn nên là hắn cứ gòn này. Quân ra đi trả được về đi mà. Hắn không về thăm mẹ lấy lần. Hắn đi luôn cho nên tôi nhớ. Thank you.
8 người đều ra đi từ Hoàng Hóa, cùng bám trụ ở trọng điểm giao thông đường 20 này. Họ nằm bên nhau suốt gần 30 năm trong hang đá này. Các bạn ở đâu? Đâu là Nguyễn Phương, Hoàng Văn Vụ? Còn đâu Trần Thị Tơ và đâu Đỗ Thị Loan? Các bạn có nghe thấy không? Đồng đội và những người thân yêu ruột thịt đang ở bên các bạn. Và mẹ kính yêu, Tết này hẳn mẹ đã yên lòng, bởi sau gần 30 năm, các con của mẹ đã lại được thấy mùi thơm của bánh chưng như Tết năm nào trước ngày con xa mẹ. Trong cuộc kháng chiến chống bị công đức thần thánh của dân tộc ta, với khẩu hiệu tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì Việt Nam ruột thịt, trên tuyến đường 20 quyết thắng này, dưới mưa bom bạo đạn của quân thù, đã có hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công bỏ tuyến đã anh dũng hy sinh giữa đại ngàn trường sơn hùng vĩ để đảm bảo con đường luôn thông suốt, vận chuyển lương thực vũ khí, chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam. Máu của các anh, các chị đã hòa lòng đất cỏ cây trường sơn cho non sông có ngày độc lập, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Và của lưu danh hồn liệt sĩ ngả đời tạc sử đất Trường Sơn. Bất cứ ai đã đến đây đều cảm thấy rằng giữa đại ngàn Trường Sơn, hương hồn các anh các chị vẫn quanh quất với con đường 20. Mà vì nó, vì cuộc toàn thắng của dân tộc, anh chị đã không tiếc máu xương. Những linh hồn trinh trắng hóa những vị thần, trở thành hồn thiêng sông núi, cứu giúp độ trì những ai lỡ độ đường mưu sinh, ai khốn khó. Có những linh giác rằng vằng trong không gian u tịch của hang núi ngập xanh hoa lá, có tiếng hát của 8 người con Hoàng Hóa. Họ vẫn hát về những chàng trai cô gái mở đường, cống hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.